Tôi đến từ một nơi hẻo lánh của thế giới. Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố mà chưa từng ai nghe nói tới. Tôi đã học rất tệ ở trường. Tôi không vào trường đại học. Tôi không có tương lai. Dựa theo ý kiến của những người xung quanh, tôi đã làm rất nhiều thứ. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một điều rất quan trọng. Tôi đã chịu trách nhiệm cá nhân cho tương lai của chính mình. Cuộc sống không có lối tắt và không có thứ gọi là miễn phí. Tất cả chúng ta đều muốn thành công và muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta và làm điều gì đó khi chúng ta có cơ hội. Nhưng mà chúng ta không được cho cơ hội, nó không hề dễ dàng. Rowan sẽ cho chúng ta cơ hội. Tôi đã đưa 3 công ty của tôi trên sàn giao dịch chứng khoán và đây sẽ là công ty số 4. Tôi đã thành lập 3 công ty trị giá 1 tỷ đô mỗi công ty và Rowan sẽ là công ty số 4. Chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm bạn cần để bạn đi đến nơi mà bạn muốn đến. Và nếu bạn làm việc chăm chỉ với những gì bạn tin tưởng bằng sự cam kết cống hiến và thực hiện nó với đam mê, bạn sẽ thành công ở đây. Bởi đó là cách thế giới hoạt động. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Chúng ta sinh ra để chiến thắng. Đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ để một ai đó kéo bạn xuống. Nếu mọi người cười về bạn hoặc nói là bạn chẳng làm nên trò trống gì vì bạn không học đại học, hãy chứng minh điều ngược lại bằng cách làm việc thêm 2 giờ nữa hàng ngày. Chúng ta đã biết nhau qua Rowan. Và bây giờ tôi muốn hỏi em trước tất cả các thành viên Rowan. Em có muốn cưới tôi không? Dạ. Chúng tôi đã làm một cái gì đó để cho công việc của bạn dễ dàng hơn, nhiều niềm vui hơn và làm việc nhanh hơn. Một thiết kế web hoàn toàn mới với các chức năng mới, một văn phòng hỗ trợ mới và bạn hỏi khi nào nó sẽ ra mắt. Câu trả lời là hôm nay. Đừng quên bạn là người tiên phong. Bạn đang ở đây trước khi chúng ta thực sự cất cánh, trước khi làn sóng lớn này được lan tỏa trên toàn thế giới. Chúng ta là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Bạn đã sẵn sàng cho tương lai với Rowan. Chúng tôi minh bạch, chúng tôi sẽ ở ngoài kia và cho mọi người thấy rằng chúng tôi sẽ còn ở đây mãi mãi. Chúng ta là ai? Rowan. Chúng ta là ai? Rowan. Bất khả thi là không gì cả. Impossible is nothing.